Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic. Buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến cho các bác đây là một cái lô sản phẩm với những cái thương hiệu đồng hồ có cả phân khúc bình dân lẫn những cái phân khúc tầm cao cũng sẽ có các bác nhé. Đấy thì hầu hết thì những phiên bản này đều là những phân khúc tầm giá bình dân thôi. Đấy, dễ tiết kiệm với nhiều anh em ở đây. Đấy thì có chỉ có một con hàng đời cao thôi thì em sẽ đi review cái chiếc đề cao trước nhá. Đấy để các bác tham khảo về cái chiếc này. Chiếc này thì nó sẽ có một cái mã hiệu của chiếc này là chính là SRK005. Đấy và nó sẽ có một cái tình trạng của chiếc này là một tình trạng nine new. Đấy nine new mới phải gọi phải phải lên đến tầm 99% cho chiếc đồng hồ này. Đấy và đã đến những cái phiên bản Seiko mà SR X hoặc là SRW hoặc là SRK như thế này ấy, thì đây chắc chắn là một trong những cái phiên bản đồng hồ mà ở trong một cái phân khúc giá nó rơi vào đâu đấy trên chục triệu. Đấy thì nếu như mà các bác mua mới ở trên thị trường những cái phiên bản SRK 005 như thế này ấy, thì các bác mua mới giá loanh quanh tại Nhật hoặc là tại các hãng phân phối tại Việt Nam thì nó rơi vào đâu đấy tầm 35 triệu cho đến 40 triệu cho một phiên bản như thế này. Đấy, nhưng ngày hôm nay em gửi đến cho bác với một phiên bản SRK 005 tình trạng nine new có sổ và hộp. Đấy thì em cũng không mang cái sổ với hộp lên đây thì em cũng gửi đến cho các bác tình trạng em báo tình trạng như thế ha. Thì cái mức giá mà hiện tại em đang gửi đến cho các bác là 15.300.000 đồng, à 18 triệu chứ em xin lỗi, 18.300.000 đồng cho một phiên bản SRK 005 như thế này. Thì các bác bỏ ra nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy mà trong một cái tình trạng mà gần như là không một vết xước như thế này thì có khác gì các bác mới đâu đúng không các bác. Thì cái phiên bản này thì nó sẽ có trong mình ở đây đó chính là một cái mặt đều màu trắng. Và thiết kế của nó là thiết kế các bác có thể là ba kim chính này. Đấy là kim giờ, kim phút và sẽ có một cái kim kiểu dáng bấm giờ thể thao, kim chronograph ở đây. Đấy, tuy là máy cơ nhưng mà nó vẫn sẽ có cái chức năng bấm giờ thể thao chronograph. Chiếc này thì nó sẽ có ba cái sắp đều. Đấy, ba cái sắp đều nhỏ được đặt ở những múi giờ chính như là 3 giờ này, 6 giờ và 9 giờ. Đấy và cái chiếc này các bác có thể thấy là cái sắp đều nhỏ hướng góc 3 giờ. Đây là cái sắp đều bảo kim dây cho cái chiếc này. Còn ở hướng góc 6 giờ và 9 giờ, đây là để phục vụ cho cái chức năng thể thao chronograph của chiếc này. Chiếc này thì nó sẽ có một cái cỗ máy cực kỳ khủng. Cỗ máy của chiếc này là đầu máy 8R. Đấy, các bác có thể thấy là check xuống hướng 6 giờ này. Đó, nó sẽ có một dòng chữ Japan phiên bản nội địa và phiên bản này mang trong mình một cái đầu máy Geber của nó 8R48. Đây là một cỗ máy phải gọi là siêu siêu khủng rồi. Đấy, đến từ nhà Seiko. Đấy, các bác đụng tới vươn tới cái đầu máy 6R là rất là cao rồi. Đấy, còn đây là một cái đầu máy 8R. Đó, và các bác có thể thấy là cái chiếc này thì nó sẽ có trong mình ở đây là một cái ô lịch ngày khá là đặc biệt. Khi mà ở check xu hướng 4 giờ rưỡi nó sẽ có một ô lịch ngày khá là nhỏ nhắn được đặt ở đây nhá. Đấy, và kim này của nó thì các kim cọc giờ phút và kim bấm giờ thể thao của nó đều được làm bằng màu xanh deep blue. Đấy và làm theo kiểu dáng kim lưỡi kiếm mắt nhọn. Chiếc này thì các kim cọc giờ của nó thì làm theo kiểu dạng kim cọc giờ kẻ vạch và nó làm chi tiết thanh mảnh. Còn về cái mặt kính của chiếc này, mặt kính của chiếc này thì nó sẽ có một cái mặt kính sapphire. Đấy, chống trời chống xước phải gọi là tuyệt đối luôn. Đấy và nó sẽ có được phủ một lớp đeo chống lóa nữa. Đấy cho nên là nếu như các bác xem thấy rõ ánh đèn điện của em chiếu vào đúng không thì nó vẫn không bị chói mắt. Đấy, nó vẫn không bị phản hắt hắt sáng lại. Đấy, cho nên là về cái công nghệ phủ đeo chống lóa này thì rất là tiện lợi. Về cái chiếc này thì nó sẽ có ba cái núm chỉnh ha. Ở đây thì nó sẽ có một cái núm chỉnh giờ này. Đấy và ô lịch ngày. Còn ở đây thì nó sẽ có một cái núm bấm giờ thể thao. Đấy. Đó, đây là nút bắt đầu này và nút tạm dừng của cái chức năng này. Đấy, còn nếu như các bác muốn reset lại thì các bác nhấn nút dưới nhé. Đấy thì nó sẽ trở về như ban đầu. Đó. Chiếc này thì nó sẽ có một cái kích thước size mặt của em này rơi vào đâu đấy lên quanh tầm 41 thì sẽ phù hợp với cổ tay của các bác đâu đấy
đâu đấy trên 16 nhá. Trên 16 các bác đeo những chiếc này nó sẽ hợp lý hơn, tại vì cái độ dày của chiếc này khá là dày. Đây em lên tay thử cho các bác về cái chiếc này nhá. Đó, đây là cổ tay em, cổ tay 16 nhá, đeo trên mình chiếc này khá là vừa vặn này. Đấy, nhưng mà cảm giác của em là cái chiếc này khá là dày. Đấy, độ dày của chiếc này nó lên tới đâu đấy tầm 15.2 cơ. Đấy, 15.2 nó dày hơn của hơn những cái con mà Oren Salomon Gen 3. Nó dày hơn tầm đâu đấy 1 mm đó. Đó, về cái phiên bản này thì các bác sẽ có trong mình, đây là một cái thiết kế phần thân vỏ. Phần thân vỏ của cỗ máy của nó thì sẽ được phay bóng ở những chi tiết như càng lắc tô lắc của nó phay bóng này. Đó, phần ngang thì nó sẽ được phay bóng ha. Còn về cái mặt trực diện với mặt đầu của chiếc này thì nó sẽ được phay xước một chút để tạo nên một cái hiệu ứng khỏe khoắn cho cái chiếc đồng hồ này. Chiếc này đi kèm vào đấy thì nó sẽ có trong mình, đây là một cái bộ dây thép đúc đặc, và nó sẽ có hai sợi chỉ phay xước và ba sợi chỉ phay bóng nhá. Còn ở đây thì nó sẽ có một cái khóa bấm đến từ nhà Seiko. Em rất là thích những cái khóa bấm kiểu dạng như thế này, đời cao đến nhà Seiko, tại vì nó làm một một cái khóa bấm mà liền khối với cái bộ dây luôn. Đấy, cho nên là nhìn tổng thể, nếu như các bác nhìn từ trên xuống dưới như thế này thì nó sẽ liền khối nhá, nhìn nó vô cùng đẹp, vô cùng thẩm mỹ. Về cái chiếc này thì phần đáy của nó thì ghi những cái thông tin cơ bản, và phần đáy của nó còn rất là đẹp, gần như là chưa sử dụng luôn. Đáy của nó thì nó sẽ có ghi những cái thông tin cơ bản như là độ chống nước của chiếc này là 13. Độ chống nước của chiếc này rơi vào 100 mét nước ha. Đấy, tốp Sapphire Crystal này, số serial number của nó, rồi toàn bộ cái phần thân vỏ của chiếc này đều được làm bằng thép 316L, và nó sẽ có một cái đầu máy caliper của nó là 8R48 phiên bản nhà nội địa, và nó sẽ có chứng nhận chống từ nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có ghi thông cái số chân kính của chiếc này, nó được ghi ở trên búa văng này. Chiếc chiếc này thì số chân kính của nó khá là cao. Chiếc này gương kính của nó là 34 chân kính. Đấy, khá là cao các bác nha. Đó, 34, 34 chân kính. Đấy, và tần số dao động của chiếc này rơi vào đâu đấy tầm 28.800. Nên rất là mượt. Đó, với một phiên bản Seiko SARK005 thì với một mức giá em gửi đến cho các bác rất là tiết kiệm, chỉ có là 18 triệu 300 nghìn đồng thôi. Các bác đã sở hữu được cái em này rồi. Đấy, trong một phiên bản SARK nhé. Đây cái mẫu đầu tiên em muốn gửi đến cho các bác. Em sẽ để sang một bên và em sẽ đi review tiếp cho các bác cả 4 cái mẫu sản phẩm còn lại. Chi tiếp theo ngày hôm nay thì em gửi đến cho các bác, đây là một phiên bản máy pin. Máy pin nhé, nhưng mà không phải là pin năng lượng mà đây là pin thường thôi, máy quắc thôi. Đấy, chiếc này thì nó sẽ có một cái mã hiệu của nó là RA gạch SP. Đấy, 0003 10B các bác, 10B. Đấy thì cái chiếc này thì nó sẽ mang một cái kiểu dáng khá là thanh lịch, tại vì máy quắc mà, nó làm kiểu dáng nó mỏng, nó gọn nhẹ thôi. Đấy thì các anh em đeo văn phòng thì nó vẫn rất là ok, đấy sẽ rất là hợp lý. Chiếc này thì khi em check giá của hãng thì nó rơi vào đâu đấy tầm trên 3 triệu. Đấy, nó tầm 3 triệu rưỡi cho đến 4 triệu một phiên bản như thế này. Đấy thì ngày hôm nay em order được cho các bác với một mức giá cực kỳ tốt, chỉ có là 1 triệu rưỡi cho một phiên bản như thế này thôi. Chỉ 1 triệu rưỡi các bác nhá, 1 triệu rưỡi cho một phiên bản Oren như thế này. Đấy thì 1 triệu rưỡi thì các bác sẽ sở hữu cho mình được một cái thiết kế vô cùng thanh lịch này. Đấy, và cái mặt kính của nó các bác có thể thấy này. Mặt kính của nó cũng được vát tạo nên cái hiệu ứng của kính ha, nhìn vô cùng đẹp như thế này. Và toàn bộ cái phần thân vỏ này của nó được mạ vàng vàng PVD. Đấy, được mạ vàng hồng PVD nhá, màu vàng hồng Rogol. Đi kèm vào đấy thì nó sẽ có trong mình, đây là một bộ dây da. Đấy, dây da còn khá mới. Đấy, nó không phải gọi là đeo, nó cũng không không quá nhiều đâu. Đó. Đấy, về cái bộ dây của các bác, nếu như thích thì các bác vẫn có thể thay được cái bộ dây mới nhé các bác nhé. Ở đây thì nó sẽ có một cái khóa xiên đến từ nhà Oren này. Đấy, và cái mặt đeo của chiếc này là mặt đeo màu đen. Thiết kế của nó cũng là thiết kế hai kim và một cái sắp đeo và kim dây. Đấy, ở hướng góc 6 giờ một cái ô lịch báo lịch ngày. Hướng góc 3 giờ một chữ logo thương hiệu đến từ nhà Oren. Chiếc này thì nó sẽ có trong mình là các kim cọc giờ của nó, kim cọc giờ kẻ vạch và được mạ vàng hồng PVD. Đó, và cái chiếc này thì các bác có thể thấy là phần mặt đáy của nó này, đó, cũng xây xước một chút thôi, không quá nhiều. Đấy,
Ở đây thì nó sẽ có khắc logo thương hiệu đến nhà Oren này. Water system của chiếc này rơi vào đâu đấy tầm 53, độ xuống nước 50 mét nước. Đó, rồi phiên bản Made in Japan, phiên bản nhà nội địa nha các bác nhé. Ở phiên bản này thì nó sẽ có một kích thước size mặt rơi vào đâu đấy tầm 3, em nghĩ tầm 39 thôi. Chiếc này là 38.8, ngon nghe 39 thì sẽ phù hợp với cổ tay của các bác đâu đấy trên dưới 16. Các bác đeo những chiếc này khá là hợp lý ha. Các bác có thể thay một bộ dây da nó đẹp hơn để chúng ta đeo để cho nó thoải mái hơn. Đó, em lên tay thử cho các bác. Đây là cổ tay em, là cổ tay 16 nhé. Các bác tầm 15.5 các bác đeo những chiếc này cũng đã vô cùng đẹp rồi. Đấy, khá là hợp lý, giá chỉ có 1,5 triệu mà nó có đầy đủ hộp sổ. Đấy, đầy đủ hộp sổ cho các bác luôn. Đây là cái chiếc thứ hai nhé, giá của nó chỉ có 1,5 triệu thôi, một phiên bản như thế này. Đây là phiên bản thứ hai. Tiếp theo đây là một phiên bản Seiko, một phiên bản Seiko nhá. Chiếc này là SARV 004 và nó cũng sẽ có hộp sổ đầy đủ cho các bác, mới nguyên 100% nhá. Phiên bản này thì em cũng đã làm review cho bác khá là nhiều rồi đấy, nhưng mà ngày hôm nay em sẽ gửi đến cho các bác mức giá nó tốt hơn. Mức giá của em này hiện tại em đang bán là 4,5 triệu đấy, 4,5 triệu nhá, 4,5 triệu cho một con phiên bản SARV 004. Thì các bác sẽ đổi lại được cho mình cái gì? Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến cái mặt đai ổ của chiếc này. Mặt đai ổ của chiếc này là một mặt đai ổ màu trắng, thiết kế của nó là ba kim, một ô lịch kép ở hướng góc 3 giờ đấy, và các kim ngọc giờ của nó là kim ngọc giờ kẻ vạch ở trên phần thân kim, và các kim ngọc giờ của nó đều có dạ quang. Đây em sẽ test dạ quang cho các bác xem về cái phiên bản này nhé. Đấy, dạ quang của nó này, nó khá là sáng, các bác có thể thấy các điểm chấm xanh ở trên cái chiếc đồng hồ này đấy đều là dạ quang của chiếc này hết đó, và các bác có thể thấy là dạ quang của nó cực kỳ sáng. Đã nhắc tới Seiko thì chúng ta ấn tượng, nếu mà để nói đến Seiko thì rất là nhiều anh em ấn tượng về cái đặc điểm là dạ quang sáng, vì Seiko làm dạ quang cực kỳ sáng luôn đó. Và cái chiếc này thì nó sẽ có các cọc số tự nhiên ở cái viền bên rồ bên ngoài, còn những cái chi tiết tô điểm thêm là những cái chi tiết mạ vàng PVD trên cái chiếc này đấy, một cái logo thương hiệu đến từ nhà Seiko ở hướng góc 12 giờ, một dòng chữ automatic, và phiên bản này phiên bản nhà nội địa. Và đầu máy cái bơ của nó được trang bị trên chiếc này là chính là 4R36. Chiếc này thì nó sẽ có một cái núng chỉnh ở hướng góc 3 giờ, một cái núng chỉnh cũng được mạ vàng PVD màu vàng chanh các bác nhé. Và phiên bản này thì nó sẽ được trang bị cho mình là một bộ dây kim loại đấy, kim loại đúc đặc, và chiếc này thì nó sẽ có hai sợi chỉ được mạ vàng PVD này đấy, và ba sợi chỉ vây xước. Chiếc này thì đi kèm vào đấy thì nó sẽ có cho mình ở đây, đó chính là một cái bộ khóa kép đến từ nhà Seiko. Khóa này thì em đảm bảo với các bác đây là một cái bộ khóa rất là an toàn, tại vì cái bộ khóa này nếu như mà các bác đeo chẳng hạn mà các bác vô tình bấm bấm phải cái khóa khóa bấm này của nhà Seiko thì nó vẫn còn một cái khóa kép ở đây để nó giữ lại cho chiếc đồng hồ này đấy, cho nên là nếu như các bác sợ rơi vỡ hoặc là không đảm bảo khi mà chúng ta đeo thì các bác nên sử dụng những cái chiếc đồng hồ có khóa kép như thế này. Chiếc này thì phần đáy của nó sẽ có những thông tin như là đầu máy của nó này, số chân kính của chiếc này rơi vào đâu đấy tầm 24 chân kính, số serial number, độ chứng nước của chiếc này rơi vào đâu đấy tầm 13 100 mét nước nhá. Đấy, và tần số dao động của chiếc này rơi vào đâu đấy tầm 21.600. Có lên có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ, và cái size mặt, kích thước size mặt của em này rơi vào đâu đấy tầm 41.5. Chiếc này size mặt của em này rơi vào đâu đấy tầm 41.8. Đó, 41.8 nhé các bác nhé. Sẽ phù hợp với cổ tay của các bác đâu đấy trên trên 16. Em khuyên là trên 16 các bác nên đeo chiếc này. Đấy, còn những anh em tầm 15.5 thì anh em nên cân nhắc, tại vì cái mặt đều của nó hơi to đó, cho cái chiếc đồng hồ này nhé. Đấy, cực kỳ đẹp như thế này, mặt đeo màu trắng. Chiếc này em gửi đến cho các bác mức giá của nó là 4,5 triệu cho một phiên bản như thế này. Đấy, giá của chỉ 4,5 triệu thôi, các bác đã sở hữu được em này rồi. Đây là phiên bản thứ ba muốn gửi đến cho các bác. Tiếp đến đây là một phiên bản đến từ nhà SR Watch. SR Watch là một trong những cái thương hiệu mà bán
phân khúc bình dân rất là mạnh đấy, tại vì tuy là giá rẻ thôi nhưng mà nó được trang bị cho mình rất là nhiều cái thiết bị ngon, những cái thiết kế này, thiết kế đẹp này, rồi được làm trau chuốt, nó phải gọi là nó cũng không kém cạnh gì với những cái thương hiệu lớn gần đây. Và chiếc này thì nó sẽ có đầy đủ hộp sổ cho các bác. Ở đây thì nó sẽ có một cái hộp này, đấy, một cái thẻ bảo hành của hãng. Và cái chiếc này thì các bác sẽ có cho mình đây một cái thiết kế gần giống như chiếc SARV004 kia. Đấy, nhưng mà đây là một phiên bản máy pin. Đây, máy pin thôi. Đấy thì em sẽ đi chi tiết về cái chiếc này nhá. Chiếc này thì nó sẽ có một cái mã hiệu của nó ở đây chính là SG7332.1202, và ở đây thì giá niêm yết của nó là 3 triệu 200.000 đồng. 3 triệu 200.000 đồng đây là giá niêm yết của hãng nhé. Nhưng mà khi em gửi đến cho các bác mức giá của nó thì nó rẻ hơn được đâu đấy tầm 30%. Đấy, tầm 30% với giá niêm yết của hãng. Thì 30% thì nó rơi vào đâu đấy tầm em bán chiếc này cho các bác tầm 2 triệu rưỡi nhá, 2 triệu rưỡi cho một phiên bản như thế này. Giảm cho các bác 700. Đấy, 700 rồi các bác nhá, 700 một phiên bản như này, 2 triệu rưỡi thôi. Thì 2 triệu rưỡi thì các bác đã có sapphire này, có độ chống nước của nó là 50 mét nước này, toàn bộ chất thép đều được làm bằng thép chuyên dụng chống gỉ 316L, và ở đây thì nó là một phiên bản Japan Moment. Chúng ta sẽ đi đến cái thiết kế của chiếc này. Chiếc này thì nó sẽ có một cái mặt đeo màu trắng. Vân của nó là vân viền bên ngoài của nó là vân xoáy ha. Đấy, vân tròn. Đấy, vân tròn như thế này, còn ở phần bên trong của nó thì nó sẽ có một cái vân Uniche dập nổi. Đấy, thiết kế của chiếc này thiết kế 3 kim, một ô lịch ngày hướng góc 3 giờ, một dòng logo thương hiệu SR Watch ở hướng góc 12 giờ, và những cái chiếc này thì nó đều được chứng nhận là có sapphire. Đấy, đều được trang bị cho mình một cái khối kính sapphire nguyên khối. Và những cái chi tiết mạ vàng PVD được làm trên cái phần mặt đeo của chiếc này trông khá là sang, khá là hợp lý. Chiếc này thì cái viền bezel của nó cũng được mạ vàng PVD này. Đấy, và kể cả phần dây thép đúc đặc của nó cũng sẽ như thế. Đấy, sẽ có hai sợi chỉ được mạ vàng này, còn ba sợi chỉ còn lại thì nó sẽ được phay xước nhá. Chiếc này thì nó sẽ được trang bị cho mình một cái khóa bướm đến từ thương hiệu SR Watch. Đấy, và chiếc này thì khóa bướm như này này nó khá là tiện lợi. Đấy, nó đeo thì các bác khi mà các bác đeo ấy thì nó sẽ không kiểu bị gợn tay lên khóa đấy. Đó, cho nên là đeo những cái chiếc mà có khóa bướm như thế này nó sẽ thật tay hơn một chút. Đấy, còn về cái xe mặt, cái thước xe mặt của chiếc này nó rơi vào đâu đấy lên quanh tầm 39.3. 39.3 thì sẽ phù hợp với cổ tay của các bác đâu đấy trên dưới 16. Các bác đeo những chiếc này sẽ vô cùng hợp lý, tầm 15.5 anh em đeo những chiếc này vô cùng đẹp rồi. Đấy, còn nếu như mà để nó mà đẹp nhất thì nó rơi vào đâu đấy tầm 16 như cổ tay của em đây, là đeo nó vừa vặn nhất để nó không bị to không bị bé, trong một cái kích thước độ dày của nó cũng vô cùng là vừa. Đấy thì em nghĩ tầm 16 là anh em đeo những chiếc này là đẹp nhất nhá. Chiếc này thì ở phần đáy của nó có cái tem chống giả đến từ nhà SR này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có là water system của chiếc này 50 mét nước. Đấy là những cái thông tin như ở trên thẻ tác thôi, không có gì cả. Đấy, với một mức giá 2 triệu rưỡi là các bác đã sở hữu được cho mình một chiếc SR cực kỳ là ngon rồi. Đấy, thì các bác nào quan tâm về cái chiếc này các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 732 822 để em tư vấn trực tiếp cho các bác về những mẫu sản phẩm này nhé. Đó, đây là cái chiếc thứ tư em muốn giới thiệu cho các bác. Và cuối cùng ngày hôm nay đây là một phiên bản OP. Chiếc OP này em cũng lâu lắm rồi em không review cho các bác. Tại vì cái chiếc này chắc từ cách đây tầm 2 đến 3 tháng trước thì em mới review cho bác. Thì đợt này em sẽ làm lại cho bác với một cái mức giá nó tốt hơn. Chiếc này thì em gửi đến cho các bác, đây là một phiên bản máy cơ. Và em gửi đến cho các bác đây là một phiên bản dây da, có đầy đủ hộp sổ, cũng là tình trạng mới 100%. Giá của em này đang là 5 triệu tư các bác nhé. 5 triệu tư cho một phiên bản như thế này. Thì 5 triệu tư các bác sẽ đổi lại được cho mình cái gì? Thứ nhất là một cái thiết kế dây da và mặt đều màu trắng này. Đấy, rồi nó sẽ có hiệu ứng chạy tia trên chiếc này. Rồi một cái ô cửa sổ tim open heart ở hướng góc 9 giờ. Và cái chiếc này thì nó có một cái logo thương hiệu đến từ nhà Onipianus. Đấy, và dòng chữ automatic toàn bộ cái chiếc này thì đều làm theo một cái kiểu dáng
khá là hơi luxury một chút. Đấy, hơi luxury một chút. Ở đây thì góc 12 giờ nó sẽ có một cái kim báo tích cóp năng lượng. Đấy, tầm 40 giờ. Và ở đây thì nó sẽ có báo giờ ngày giờ đêm ở hướng góc 6 giờ ha, có một cái sắp đều nhỏ. Và kim cọc của nó thì được làm màu deep blue, màu xanh deep blue nhé. Chiếc này thì một phiên bản quốc tế thôi. Khi mà ở check xu hướng 6 giờ thì nó sẽ có cho mình ở đây là phiên bản Japan Moment. Đấy, và các kim cọc giờ của nó thì làm theo kiểu dáng hình thôi. Đấy, và nó kiểu dáng vắt nhọn ha, nhìn khá là đẹp. Chiếc này thì nó được trang bị cho mình, đây là một cái mặt kính cong. Đấy, hơi cong nhẹ thôi. Đấy, một cái mặt kính hơi cong nhẹ cho cái chiếc đồng hồ này thôi. Đấy, và cái chiếc này thì các cái phần thân vỏ của nó cũng có hiệu ứng phay xước và phay bóng trên cái chiếc này, tạo nên một cái độ khỏe khoắn nhất điện nhất định cho một cái phiên bản dây da. Đó, một bộ dây da màu đen dập vân cá sấu và một cái khóa bươm đến từ nhà OP nhé. Đấy, chiếc này thì nó sẽ có kích thước size mặt của nó là 41. 41 thì sẽ phù hợp với cổ tay của các bác đâu đấy tầm 15.5 là anh em đeo được chiếc này rồi. Đấy, tầm 15.5 là anh em đeo được cái chiếc OP này rồi. Đấy, tại vì càng càng của nó thì nó không quá dài. Đấy, càng lắc tô lắc của chiếc này không quá dài nhá. Cho nên là các bác đeo những chiếc này thì tầm 15.5 là anh em đã đeo được rồi. Đấy, và chiếc này thì ở phần đáy của nó sẽ có ghi những cái thông tin như là sapphire này. Đấy, kính cong mà có cả sapphire nữa thì đây là một trong những cái phải gọi là ưu điểm. Một trong cái ưu điểm mà vượt trội, tại vì kính cong nhiều hãng giá thành nó cao hơn đấy, nhưng mà nó cũng là kính cong nhưng mà nó chưa chắc gì nó đã có sapphire đâu. Đấy, thì những cái thương hiệu mới này thì nó trau chuốt rất là nhiều về những cái trang thiết bị trên chiếc đồng hồ của nó. Thì cái chiếc này thì nó sẽ có phiên bản Japan này, rồi stainless steel toàn bộ phần thép chuyên dụng chống gỉ. Đấy, và chiếc này thì nó sẽ có mã hiệu của nó là 9941 gạch 84E ha, à gạch 84A. Và phiên bản này thì là một phiên bản có một cái cỗ máy đến từ nhà Seiko, cỗ máy thương mại nha các bác nhé. Ở đây thì nó sẽ có ghi đầu máy này IN84A này. Đấy, các bác có thể thấy ở đây. Đấy, và phiên bản này thì nó cũng sẽ có tần số dao động của nó rơi vào đâu đấy tầm 21.600, và cái độ tích cóp của chiếc này rơi vào đâu đấy tầm 40 giờ. Mức giá của em này chỉ có là 5 triệu tư thôi. Nhưng mà các bác nào quan tâm về cái dòng này và tất cả những cái mẫu sản phẩm này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 732 822 để em tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.